Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với series bài học chia sẻ và kinh nghiệm làm kinh doanh và marketing cho quá trình khởi nghiệp để giúp các anh chị khởi nghiệp thành công hơn. Tôi là Phan Anh, rất vui được chia sẻ với các anh chị bài học tiếp theo ngày hôm nay. Bài học hôm nay vẫn nằm trong các công cụ bán hàng không dùng quảng cáo giúp các bạn có thể bán được hàng. Vẫn là một cái quan điểm là hướng dẫn một cách cơ bản để cho các anh chị hình dung ra hiểu và các anh chị sẽ tìm hiểu thêm sâu hơn và chuyên nghiệp hơn ở mức độ là sẽ sử dụng một cái khóa học khác, một cái chương trình đào tạo khác chuyên sâu. Đó là công cụ sử dụng email và email marketing trong bán hàng. Thế thì trước hết các anh chị cần hiểu email marketing là gì và cái cách ứng dụng nó như thế nào, có những công cụ gì trên thị trường và chúng ta sẽ cần phải học những cái gì để bán được hàng. Thì đó là nội dung của bài học ngày hôm nay. Thế thì email marketing tức là người ta sẽ sử dụng email để người ta gửi các cái nội dung dùng để phục vụ cho hoạt động chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán, dùng cho hoạt động là gì ạ? Thúc đẩy cái quá trình chuyển đổi thành người mua và để bán được hàng thì người ta gọi nó là email marketing hay là email sale, đúng không ạ? Như chúng ta biết là hiện nay chúng ta đều có một cái email và chúng ta cũng thường xuyên sử dụng các cái email này để chúng ta làm việc. Thí dụ như là chúng ta sẽ nhận được những cái email công việc hàng ngày, hoặc là chúng ta nhận được những cái email marketing của những cái website, của những cái trang thương mại điện tử lớn, hay là của những cái người bán chuyên nghiệp đó. Và rất có thể ví dụ như tôi là tôi sẽ lướt email của tôi đấy, tôi sẽ nhìn thấy một cái email thông báo như thế này đấy, ví dụ như tôi đang nhìn thấy một cái email vân vân. Thế thì tôi hoàn toàn có thể là click vào đó để tôi xem xét, và rất có thể sau này tôi sẽ chuyển đổi thành người mua. Thì đó là cái người ta gọi là về email marketing. Thế thì sử dụng email marketing như thế nào và cách thức sử dụng ra sao thì tôi sẽ xin phép giới thiệu với các bạn rất là sơ lược các công cụ và các cách thức sử dụng, và sau đó thì tôi nói rồi là các anh chị sẽ phải xem thêm một series các bài học kỹ về email marketing nữa, đúng không ạ? Bởi vì cái thời lượng về chương trình khởi nghiệp này rất là dài rồi, và tôi cũng hướng tới cái việc là để các anh chị biết là nó rất là nhiều công cụ bán hàng. Theo cái quan điểm của tôi là khi bán hàng, khi khởi nghiệp, khi kinh doanh, chúng ta phải nắm bắt được rất nhiều các công cụ bán hàng, tức là chúng ta phải sử dụng được nhiều loại vũ khí thì khi ra trận chúng ta mới có thể chiến thắng được, có đúng không ạ? Thì trên thị trường hiện nay có rất nhiều các dịch vụ email marketing, thí dụ như là Crestpond hay là Mailchimp hay là Grady hay là Branchmark hay là Constant hay Instant email vân vân. Các bạn search Google cái từ khóa là email marketing service thì nó sẽ ra rất là nhiều cái trang web, các cái dịch vụ đó. Và bước tiếp theo đó là chúng ta sẽ đăng ký một cái dịch vụ nào đó mà chúng ta thấy là sử dụng quen để chúng ta sử dụng và học sử dụng cái công cụ đó. Thí dụ như là tôi có dạy các bạn cách sử dụng email marketing đối với dịch vụ Respond, một trong những cái dịch vụ mà được sử dụng email marketing khá là nhiều ở Việt Nam. Thì về cơ bản các cái nền tảng dịch vụ email marketing nó khá giống nhau, nó chỉ khác nhau đôi chút một số những cái tính năng cơ bản thôi, chứ còn thì nó xem nhau 19 10, 18 10. Cho nên việc các anh chị sử dụng công cụ nào cũng không quan trọng, quan trọng là các anh chị phải sử dụng cái công cụ đó thật là tốt, thật là thạo, đúng không ạ? Vâng. Và bước tiếp theo đấy là chúng ta sẽ cần phải có tìm hiểu về cái cơ chế của email marketing. Thế thì email marketing người ta rất là quan trọng những cái thứ như sau. Thứ nhất, đó là bạn cần phải có data, dữ liệu người dùng. Data dữ liệu người dùng đây chính là các cái địa chỉ email, và các cái địa chỉ email này phải được sàng lọc, phải được thể hiện là phân loại và hướng tới những cái tập khách hàng cụ thể. Có một cái nhược điểm của email marketing đó là chúng ta nhìn vào cái email thì chúng ta không biết đấy là nam hay nữ, không biết đấy là già hay trẻ, không biết đấy là giàu hay nghèo. Thế thì cái quá trình như vậy thì các anh chị hoàn toàn có thể là sẽ phải thu thập, sẽ phải sưu tầm, sẽ phải mua bán. Đặc biệt đấy là chúng ta phải thu thập, chúng ta xây dựng và chúng ta kết hợp với cái hình thức sử dụng mà liên quan đến các cái phần mềm quản lý khách hàng và các cái fail, các cái form để mà đăng ký. Thí dụ như chúng ta vào một cái trang web là chúng ta thường thấy là khi mà vào một cái trang web như thế thì chúng ta thường thấy là cái quá trình mà người ta để lại cái email
để nhận được cái tài liệu, hay là nhận được một cái file, hay là nhận được một cái quà gì đó có giá trị. Thì các bạn, đấy là chính cái cách mà chúng ta vẫn xây dựng cái form mẫu để lấy hiện nay. Hoặc là chúng ta mua bán sản phẩm và dịch vụ thì chúng ta có thể là lưu lại thông tin của khách hàng, và chúng ta lưu trên phần mềm, và chúng ta import, tức là nhập vào trong email marketing. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng các cái dịch vụ email marketing để chúng ta gửi. Thì dịch vụ email marketing nó có những cái tính năng là gửi tự động này, gửi đi gửi lại này, soạn sẵn nội dung, có những cái template rất là đẹp, đúng không ạ? Thì chúng ta soạn là chúng ta gửi, và cứ đến ngày đến giờ là chúng ta gửi. Nó gọi là automation marketing ấy. Thì tức là marketing tự động đó. Và ở nước ngoài thì người ta sử dụng email, người ta bán hàng rất là nhiều. Thứ nữa là chúng ta cần quan tâm đến là nội dung của email, đúng không ạ? Chúng ta gửi nội dung gì, chất lượng như thế nào, hình ảnh ra sao, cách thức để chúng ta đo lường hiệu suất hiệu quả. Và chúng ta cần phải có kịch bản để gửi email tiếp thị. Ví dụ như ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 4 chúng ta gửi cái gì, tuần 1, tuần 2, tuần 3, tuần 4 chúng ta gửi cái gì. Hoặc là chúng ta cũng có thể là phải quan tâm đến cả cái việc là chúng ta sử dụng những cái email cá nhân để chúng ta chăm sóc, để chúng ta hỗ trợ khách hàng rất là nhiều trong cái quá trình chào email marketing. Và các bạn nhớ rằng là chúng ta sử dụng cái ứng dụng mà email marketing service để chúng ta làm nó chuyên nghiệp, chứ mà thực ra chúng ta dùng Gmail hay Yahoo Mail chúng ta gửi vẫn được. Thì đấy là một số những cái ý cơ bản, tôi nói là cơ bản để các anh chị hình dung ra. Thứ ba nữa là tôi muốn nói về cái việc là chúng ta viết tiêu đề như nào về các kỹ thuật gửi email, đúng không? Thí dụ như liên quan đến tiêu đề, liên quan đến nội dung, liên quan đến chữ ký, liên quan đến ngôn từ, liên quan đến cái việc là remarketing, tiếp thị lại cho khách hàng bằng email marketing. Đấy. Rồi thì chúng ta cũng phải đưa ra những cái món quà, những cái lợi ích để chúng ta đưa khách hàng vào website và chúng ta bán được khách hàng trên email, đúng không? Kiểu như thế. Thì đấy là một số những cái gợi ý cơ bản trong cái quá trình mà làm email marketing. Và tôi muốn nhấn mạnh rằng là email marketing là một cái công cụ giúp các bạn bán hàng và tiếp thị tốt. Thì tôi sẽ chia sẻ một cái câu chuyện như thế này. Nếu mà ví dụ như là các bạn làm bán buôn, thế thì các bạn có thể dùng Google, các bạn tìm những cái đơn vị mà nhập hàng của các bạn. Sau đó các bạn sẽ vào web của họ, thì bao giờ cũng có website, cũng có số điện thoại, cũng có email, có fanpage, có Facebook. Đấy. Thế thì với những cái thông tin như vậy, các bạn hoàn toàn có thể gửi những cái bản chào, hoặc là các bạn gọi điện thoại, hoặc là các bạn gửi email, hoặc là các bạn gửi inbox Facebook, đúng không ạ? Hoặc các bạn liên hệ trực tiếp trên web. Nhưng với bất kỳ bằng hình thức nào thì đó cũng là những cái cách chủ động nhất để các bạn chào hàng. Và các bạn sử dụng email marketing rất là nhiều, bởi vì email marketing nó sẽ giúp các bạn là gửi thư gửi lại trong kinh doanh, trong chào hàng nó rất là dễ và thuận tiện. Vâng, thì đó là một số cái gợi ý cơ bản để cho các anh chị hình dung ra rằng là phải bán hàng, phải tiếp thị, phải quảng cáo bằng email. Và trên email hiện nay cũng có những cái dịch vụ quảng cáo trực tiếp, tức là các bạn sẽ mua quảng cáo, nó sẽ hiển thị ở trên trong cái hộp thư của mình bình thường. Thì trên Gmail đã có những cái hình thức quảng cáo cho Gmail như vậy, các bạn hiểu chưa ạ? Vâng, các bạn sử dụng công cụ Google AdWords. Ok, thì tôi xin phép kết thúc cái bài hướng dẫn ngắn và đơn giản như này. Tôi xin phép được nói lại, đó là bài này tôi chỉ hướng dẫn về mặt công cụ thôi, để cho các anh chị biết và có cái tư duy. Còn các anh chị muốn làm nó chuyên nghiệp, làm nó chuyên sâu thì các anh chị lại tiếp tục học một cái chương trình Email Marketing Pro and Smart của tôi, hay là của những người khác này. Của tôi thì có cái Email Marketing Pro chuyên nghiệp and Smart là thông minh. Tôi cũng dạy 30 cái video, mỗi một cái video hướng dẫn thao tác từng ly từng tí, viết như thế nào, giật tít ra sao, chọn format, cách gửi, đúng không ạ? Rồi thì cách thiết lập, vân vân, cách tạo form, vân vân. Cái đó nó đi vào chi tiết cụ thể rồi. Vâng, nếu như các anh chị có góp ý gì hay là có câu hỏi gì thì xin vui lòng hãy liên hệ với tôi để được hỗ trợ. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.